Hội sách xuyên Việt được tổ chức với sự phối hợp của 6 nhà xuất bản nhằm lan tỏa giá trị của văn hóa đọc, đồng thời góp phần chống nạn sách giả bán tràn lan dẫn đến tình trạng nhiều người đọc đang mua phải sách in lậu, sách giả kém chất lượng. Sự kiện là dịp để các nhà xuất bản giới thiệu những ấn phẩm sách mới phù hợp với độc giả ở nhiều độ tuổi khác nhau. Tại đây, quý khán giả cũng có thể lựa chọn cho mình những cuốn sách thú vị với chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 20%, 40% và nhận được nhiều món quà độc quyền ý nghĩa. Mình đến đây thì mình thấy là cảm giác thấy rất là vui, tại vì có rất là nhiều người thích sách chúng mình và yêu những cái văn hóa được truyền đạt trong từng cuốn sách và từng ý nghĩa của cuốn sách đó. Sẽ làm một cái tủ sách yêu thương để tặng cho các bạn ở vùng sâu vùng xa, tức là các bạn sẽ mang sách tới, những cuốn sách mà các bạn đã đọc rồi, các bạn sẽ mang tới hội sách của mình, sau đó các bạn sẽ đổi lấy những cái voucher mua sách tại các gian hàng. Khi tham gia hội sách, khách tham quan còn có cơ hội giao lưu cùng với các tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng hay những buổi workshop thú vị dành riêng cho các em thiếu nhi. Theo ghi nhận, chỉ trong ngày đầu tiên, hội sách đã nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ với hơn 8.000 lượt khách tham quan và hàng ngàn đầu sách được bán ra. Chương trình sẽ kéo dài đến hết Chủ nhật tuần này tại sân vận động Hoa Lư, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.